Sau nhiều lời đồn đoán và lộ thiết kế từ cách đây khoảng một tháng thì Apple cuối cùng cũng đã chính thức ra mắt thị trường mẫu tai nghe AirPods mới nhất của mình mang tên AirPods Pro. Và có vẻ như Apple rất thích gắn những sản phẩm mới của mình với cái từ Pro, mặc dù cá nhân mình thì vẫn không hiểu được có gì Pro ở một chiếc điện thoại hay là một chiếc tai nghe nữa. Tuy nhiên, để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học thì mình cũng đã mua về đây một chiếc AirPods Pro. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ trên tay và giới thiệu rất nhanh một số thay đổi trên chiếc tai nghe này so với những thế hệ trước. Và không để các bạn phải đợi lâu thì ngay bây giờ mình sẽ đập hộp luôn nha. Hộp đựng của AirPods Pro thì cũng không có gì đặc biệt cả, cũng giống như các sản phẩm khác của Apple mà thôi. Bên trong thì như thường lệ cũng là sticker này, giấy bảo hành này, rồi hướng dẫn sử dụng các kiểu, không có gì đặc biệt cả. Đây là chiếc cây sạc của AirPods Pro, tai nghe nằm bên trong luôn. Cái này từ từ mình sẽ nói sau, sẽ mở cái ở dưới ra coi có gì. Bên dưới là một cọng dây sạc và một cái bộ đệm tai. Thì cái bộ đệm tai này tổng cộng á, AirPods Pro sẽ có 3 bộ đệm tai. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có hai cái size thêm, là size nhỏ và size lớn. Cái size vừa thì đã được gắn sẵn ở trong cái tai nghe rồi. Dây sạc của AirPods Pro là dây USB sang Lightning, cũng dễ hiểu khi mà USB-C cũng đã quá phổ biến rồi. Nói thêm một chút đó là dường như nút tai nghe của AirPods Pro là loại được thiết kế riêng chứ không phải là dạng truyền thống, cho nên là mình khuyên anh em nếu mà sử dụng á, thì nên giữ cẩn thận vì tạm thời phụ kiện nút tai thay thế sẽ hơi khó mua ở thời điểm hiện tại nha. Ok, quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay. Như các bạn có thể thấy á, là cây sạc của AirPods Pro, kích thước của nó so với lại AirPods truyền thống á, thì nó sẽ rộng hơn một chút và nó sẽ lùn hơn một chút nha. Tuy nhiên á, về tổng thể thì kích thước case của AirPods Pro chỉ nhỉnh hơn một chút so với các phiên bản trước đó, và theo mình thì vẫn rất là gọn và vẫn rất dễ dàng để bỏ túi. Thay vì chia làm hai phiên bản case thường và case sạc không dây như AirPods 2 thì AirPods Pro chỉ có một phiên bản là case hỗ trợ sạc không dây mà thôi. Theo những gì mà mình đã xem trước trên mạng á, thì phần đuôi của tai nghe AirPods Pro sẽ ngắn hơn một chút so với AirPods đời 1 và đời 2. Mặc dù phần củ tai không có nhiều khác biệt về kích thước, nhưng mình phải công nhận là cầm trên tay cảm giác AirPods Pro gọn hơn rất là nhiều nha các bạn. Ngoài ra thì thiết kế của AirPods Pro trông cũng khá là quen thuộc. Điểm khác biệt lớn nhất ở đây là AirPods Pro đã chuyển sang với dạng tai nghe nhét tai. Và với nhiều người thì việc đeo tai nghe nhét tai sẽ gây cảm giác bí bách, khó chịu và dễ tuột. Nhưng anh em cứ yên tâm vì Apple bảo đảm tất cả những điều này sẽ không xuất hiện trên AirPods Pro. Nhờ hệ thống van điều áp được tích hợp, áp suất không khí trong ống tai sẽ được cân bằng so với môi trường bên ngoài, giảm thiểu hiện tượng ù và bí tai khi đeo lâu. Khi đeo lên thì củ tai của AirPods Pro sẽ nằm gọn trong vành tai, giúp cho chiếc tai nghe này bám chắc hơn. Thiết kế củ tai để bám chắc vào vành tai như này không hẳn là cái gì đó quá mới mẻ. Tuy nhiên trong tất cả các tai nghe mình đã từng xài qua thì AirPods Pro cho cảm giác đeo thoải mái nhất. Dĩ nhiên là cũng rất là dễ fit, như các bạn thấy mình bỏ lên là fit liền, không cần phải chỉnh tới chỉnh lui như những tai nghe in-ear thông thường nữa. Có hai điểm khác biệt lớn về công nghệ trên AirPods Pro so với các đời AirPods trước đây. Đầu tiên phải nói đến đó là khả năng chống ồn chủ động, sử dụng một micro riêng biệt để thu tiếng ồn môi trường bên ngoài và phát ra tần số âm thanh ngược pha để khử ồn. Đi kèm với khả năng chống ồn á, thì AirPods Pro cũng được tích hợp chức năng nghe tiếng ồn môi trường bên ngoài tương tự như các mẫu tai nghe chống ồn phổ biến hiện nay. Hiện tại trên thị trường cũng không có nhiều tai nghe True Wireless được tích hợp chức năng chống ồn chủ động. Đối thủ lớn nhất của AirPods Pro ở khoảng này có lẽ là chiếc tai nghe đình đám Sony WF-1000XM3. Và chắc chắn là mình cũng sẽ có một bài đánh giá và so sánh riêng về chức năng này trong một video riêng. Điểm khác biệt thứ hai đó là AirPods Pro đã bỏ đi chức năng cảm ứng thông thường trên AirPods cũ và thay vào đó là một cảm ứng lực nằm ở phần đuôi của tai nghe. Thay vì chạm lên bề mặt của tai nghe để điều khiển thì bạn sẽ bóp nhẹ phần đuôi của AirPods Pro để điều khiển các thao tác nghe gọi và điều khiển nhạc, hạn chế được thao tác chạm vào mặt tai nghe gây khó chịu trong ống tai. Có một điều cần nói thêm đó là AirPods Pro có chống nước đạt chuẩn IPX4 nên anh em có thể sử dụng thường xuyên hơn trong các hoạt động thể thao mà không lo bị hư hỏng nữa. Kết nối tai nghe với iPhone vẫn rất chi là đơn giản, tương tự như các đời AirPods trước, chỉ cần mở nắp hộp ra và để gần điện thoại là xong. Apple cũng đã rất cẩn thận tích hợp thêm chức năng kiểm tra độ fit của tai nghe để đảm bảo bạn chọn đúng kích thước nút tai vừa vặn nhất và cho chất lượng âm thanh cao nhất. Khi kết nối với iPhone thì các bạn có thể bật tắt chức năng chống ồn và nghe tiếng ồn môi trường bên ngoài ngay từ Control Center hoặc trong setting của AirPods. Và sau khoảng một tiếng nghe thử qua các thể loại nhạc thì mình có thể đánh giá nhanh là AirPods Pro làm mình cảm thấy hứng thú hơn hẳn so với AirPods 1, 2. Các phiên bản AirPods cũ chưa bao giờ là ưu tiên của mình cho một chiếc tai nghe nghe nhạc vì tiếng dù khá chi tiết nhưng lại khá mỏng và giải bass lại không gây được ấn tượng. AirPods Pro thì lại khác, độ chi tiết vẫn còn đó nhưng nay giải bass đã ấn tượng hơn rất là nhiều. Dù đây không phải là một chiếc tai nghe thiên về bass, giải bass không có quá nhiều và cũng không quá ù, nhưng đối với mình như vậy là đủ để nâng trải nghiệm âm nhạc lên một tầm cao mới rồi. Điều này có được là nhờ thiết kế tai nghe dạng nhét tai và chức năng tùy chỉnh EQ tự động lên đến 200 lần mỗi giây, tự động tùy chỉnh giải âm sao cho phù hợp nhất với hình dạng ống tai của người dùng.
Theo mình thì với chất âm đầy đặn hơn, bass lực hơn cùng với sự tiện lợi vốn có của AirPods, có lẽ mình sẽ cân nhắc chuyển qua sử dụng AirPods Pro làm tai nghe chính cho mọi nhu cầu hàng ngày. Và đến đây thì mình cũng xin phép kết thúc video review nhanh chiếc AirPods Pro này. Mình sẽ test thêm vài ngày nữa để đánh giá kỹ hơn về chất âm cũng như khả năng chống ồn của chiếc tai nghe này và sẽ gửi đến anh em trong một video tiếp theo. Cũng đừng quên nhấn like, subscribe, bấm vào chuông để nhận thông báo video mới hàng tuần. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.